Cách đây 4 năm, trailer đầu tiên của Black Myth Wukong được tung ra đã khiến toàn bộ ngành công nghiệp game dậy sóng. Thậm chí, nhiều người chưa từng chơi game cũng ít nhiều nghe qua cái tên này. Cộng đồng game thủ thì khỏi phải nói, họ kỳ vọng đây sẽ là trò chơi đáp ứng đủ tiêu chí để trở thành bom tấn AAA đầu tiên của Trung Quốc. Hành trình đầy nuối tiếc ở Tencent. Sau màn ra mắt, game Science, cha đẻ của Black Myth Wukong, thành công lọt vào mắt xanh của công chúng. Những bí ẩn về một công ty hiếm khi xuất hiện trước truyền thông khiến nhiều người tò mò. Trở lại năm 2008, thời điểm Tencent bắt đầu kiếm được lợi nhuận từ game, đã quyết định đầu tư vào các sản phẩm tự phát triển. Công ty thành lập 8 studio game, trong đó có Quantum Studio. Phùng Ký và Dương Kỳ, hai đồng sáng lập của game Science, lúc đó làm việc ở studio này. Họ đảm nhận vai trò chính trong dự án Asura từ năm 2009. Trong đó, Phùng Ký là nhà sản xuất và Dương Kỳ phụ trách thiết kế. Kế hoạch phát triển Asura lúc bấy giờ rất tiềm năng. Mục tiêu của Phùng Ký là bắt kịp World of Warcraft, tạo ra một tựa game hoành tráng mang đậm văn hóa phương Đông. Tencent khi ấy dù đã thu về khoản tiền lớn từ game nhưng vẫn thiếu các sản phẩm tự phát triển chất lượng. Ban lãnh đạo đặt nhiều kỳ vọng vào dự án. Họ đã chờ hơn 4 năm và đầu tư rất nhiều tiền. Chỉ riêng một video quảng cáo cũng có thể tiêu tốn cả chục triệu tệ. Tencent thậm chí còn không đặt KPI nghiêm ngặt cho cả nhóm mà chỉ muốn họ tập trung vào chất lượng. Mục tiêu tạo ra một sản phẩm mang lại danh tiếng. Asura thành công thu hút chú ý trong giai đoạn đầu ra mắt, nhưng không tránh khỏi các vấn đề nảy sinh. Thuộc thể loại MMORPG, Asura yêu cầu liên tục cập nhật nội dung mới, rõ ràng không phù hợp với phong cách làm việc của một studio vốn không phải chịu sức ép về KPI. Điều này khiến chất lượng các phiên bản tiếp theo không ổn định, lượng người chơi liên tục giảm. Như đã nói, Asura được phát triển vốn không nhằm mục đích lợi nhuận mà là mang đến tên tuổi, nên sự sa sút này khiến đội ngũ gặp áp lực vô cùng lớn. Cuối cùng, khi Tencent tái cấu trúc vào năm 2014, Quantum và Lightspeed Studio hợp nhất, Phùng Ký và Dương Kỳ chọn nghỉ việc. Asura sau đó nhanh chóng bị lãng quên, trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất của cả hai. Thứ để lại là kinh nghiệm. Dù Asura không đạt được kỳ vọng, nhưng đã mang lại rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Một số người trong nhóm dự án ban đầu tiếp tục ở lại Tencent, một số rời ngành game. Trong khi đó, tại một văn phòng rộng 300m² tại Thâm Quyến, Phùng Ký, Dương Kỳ cùng cộng sự bắt đầu hành trình khởi nghiệp với game Science. Mục tiêu của nhóm là tạo ra các game indie xuất sắc, nhưng họ cần kiếm tiền để giải bài toán kinh tế trước. Làm game di động là lý tưởng nhất lúc đấy. Và trong 3 năm tiếp theo, công ty đã ra mắt hai tựa game 100 Heroes và Art of War Red Tides. Là game đầu tay, 100 Heroes không thành công như mong đợi vì còn nhiều lỗi. Nhưng đến Art of War thì tình hình đã khác. Chất lượng và lối chơi mới lạ đã giúp game được đề xuất tại hơn 154 quốc gia trên App Store. Nhìn thấy tiềm năng, nhà phát hành Hero Entertainment quyết định đầu tư 60 triệu tệ vào game Science năm 2017 để đổi lấy 20% cổ phần. Năm 2022, công ty đã chuyển nhượng số cổ phần này với giá 480 triệu tệ. Thời điểm đấy, ngành công nghiệp game Trung Quốc có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng di động. Game Science có thể nói đã bắt kịp xu thế. Họ vốn dĩ có thể tiếp tục con đường phát triển game di động để kiếm bộn tiền. Nhưng sơ tâm thủa ban đầu là tạo ra các game indie xuất sắc vẫn còn đó. Vì vậy, năm 2018, công ty đã thành lập một nhóm dự án độc lập ở Thâm Quyến, sau đó chuyển đến Hàng Châu. Black Myth Wukong bước vào quá trình phát triển chính thức. Khó khăn chồng chất khó khăn. Khó khăn đầu tiên phải đối mặt khi làm game indie là chủ đề. Khi dự án mới được thành lập, các thành viên đã cân nhắc rất nhiều, nhưng sau đấy họ nhận ra Tây Du Ký vẫn là thứ gì đó cảm xúc và hoài niệm nhất. Ngoài ra, nhóm cũng chủ động tiếp xúc với nhiều siêu phẩm như Dark Souls 3 và Sekiro để quen với thể loại Souls-like.
Thách thức tiếp theo là về công nghệ. Trước đây, các sản phẩm của hãng chủ yếu phát triển trên CoCos và Unity. Đây đều là các công cụ không quá phức tạp, phù hợp với nhu cầu của các công ty khởi nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng vì mục tiêu là phát triển một game độc lập, thứ có thể sánh ngang với các bom tấn AAA, nên Black Myth Wukong cần đảm bảo sức cạnh tranh về đồ họa và Unreal Engine gần như là lựa chọn duy nhất. Cái giá phải trả là cả nhóm phải học cách dùng Unreal Engine. Không chỉ đội ngũ kỹ thuật mà cả Phùng Ký và Dương Kỳ cũng phải học lại từ đầu. Một vấn đề nan giải khác là thiếu nhân lực. Kế hoạch ban đầu cứ 2 tuần sẽ phải hoàn thành một thiết kế quái vật, nhưng khi bắt tay vào làm thì quả thực quá khó đáp ứng. Suy cho cùng, việc dùng một công cụ hoàn toàn mới gây rất nhiều khó khăn cho quá trình phát triển. Delay là không thể tránh. Trước tình hình này, Game Science cuối cùng quyết định tung trailer để tuyển người. Ngày 20 tháng 8 năm 2020, trailer đầu tiên của Black Myth Wukong được tiết lộ, khiến cả làng game thế giới xôn xao. Thành công của nó vượt ngoài sức tưởng tượng, danh tiếng hắc thần thoại lên như diều gặp gió, hình ảnh liên quan đến game phủ kín Internet. Đây là thành tựu mà trước đấy không một tựa game Trung Quốc nào có thể làm được. Như đã nói, mục đích tung trailer là để tuyển người, nên chỉ 1-2 ngày sau, hơn 100.000 CV đã được gửi đến. Đứng trước thành công không tưởng này, ngay cả các nhân sự kỳ cựu như Phùng Ký và Dương Kỳ cũng không kiềm chế được phấn khích, chứ đừng nói đến đội ngũ trẻ. Lo ngại các khen ngợi quá lớn từ bên ngoài sẽ làm mất cân bằng tâm lý cả nhóm, Phùng Ký nhanh chóng họp nội bộ, yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và duy trì cường độ làm việc như bình thường. Ngày đó, vô số người đến xin việc, tìm kiếm đầu tư, thảo luận hợp tác, làm phóng sự. Điều này ở mức độ nào đấy đã ảnh hưởng đến công việc của cả nhóm, thậm chí họ phải kéo rèm che ở văn phòng để ngăn nhìn trộm. Mục đích ban đầu của việc tung trailer là nâng cao danh tiếng studio để chiêu mộ nhân tài. Nhưng Game Science cũng như Black Myth Wukong không ngờ được mình đã bất ngờ vụt sáng, trở thành cái tên huyền thoại trong ngành. Từ chối trở thành huyền thoại. Từ khi trailer được lan truyền, cư dân mạng bắt đầu vẽ nên một câu chuyện mà ở đó đội ngũ phát triển được ca tụng như những người hùng của ngành game Trung Quốc, sẵn sàng đối mặt khó khăn để theo đuổi ước mơ. Bản thân Phùng Ký không nghĩ vậy. Anh thấy cả nhóm chỉ đơn giản đang tạo ra một sản phẩm, thứ có thể phát huy năng lực của mình, đồng thời có thể kiếm tiền mà thôi. Hàng năm, Game Science đều tung trailer mới vào ngày 20 tháng 8 để cộng đồng nắm được tiến độ phát triển. Và cũng vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, Black Myth Wukong chính thức trình làng. Thực tế, nhiều hãng game đã quen với việc chi mạnh tay để quảng bá sản phẩm. Đặc biệt với một tựa game đã tạo được hiệu ứng ban đầu tốt như Black Myth Wukong, việc đầu tư mạnh vào marketing là dễ hiểu. Nhưng Game Science đã không làm thế. Đội ngũ phát triển thậm chí lo lắng kỳ vọng quá cao của cộng đồng sẽ khiến mọi người không thể trải nghiệm game một cách khách quan. Hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều mà. Được trông đợi quá sẽ tạo ra áp lực cực lớn. Bởi vậy, tại sự kiện Gamescom năm ngoái ở Đức, Game Science hết sức bày tỏ mong muốn giới truyền thông và người chơi sẽ đưa ra nhiều góp ý sau khi chơi thử. Đây rõ ràng là một cách để hạ thấp kỳ vọng. Cây cao đón gió lớn, nổi tiếng đi kèm tranh cãi. Sau khi Tencent tuyên bố đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật cho game vào năm 2021, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Một số hoài nghi chiến lược của Tencent, lo lắng Black Myth Wukong rồi sẽ lại trở thành công cụ kiếm tiền. Phải đến khi chính Phùng Ký lên tiếng thì các chỉ trích mới biến mất. Theo đó, sau khi trailer đầu tiên được công bố, Tencent đã nhanh chóng cử người đến trao đổi với Game Science. Phùng Ký ban đầu khá lo ngại, nhưng khi Tencent cam kết chỉ cùng Epic hỗ trợ về Unreal Engine chứ không can thiệp vào quá trình phát triển hay các quyết định kinh doanh cũng như phát hành, thì lời mời hợp tác mới được chấp thuận. Game Science đã nâng cấp lên Unreal Engine 5 trong cùng năm, đồng thời cập nhật toàn bộ công cụ phát triển cùng lượng lớn nội dung cho game. Việc này khiến thời gian phát triển dài thêm một năm và cuối cùng đã kịp hoàn thiện trong năm nay. Thế nhưng chuyện chưa dừng ở đấy, ngày 19 tháng 5, khi Game Science công bố giá bán game thì cũng nổ ra nhiều tranh cãi. Lúc đấy, bản tiêu chuẩn cho PC có giá 268 tệ, khoảng 940.000 đồng. Bản vật lý Deluxe và Collection lần lượt là 820 tệ, 2,8 triệu đồng và 1.998 tệ, 6,9 triệu đồng. Dù đây là mức giá khá hợp lý khi so với các game cùng phân khúc như Dark Souls hay Sekiro, nhưng liệu chất lượng game có thực sự xứng với số tiền bỏ ra không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Nhiều người lôi cổ kiếm Kỳ Đàm 3 ra làm ví dụ khi nó cũng được công nhận là đỉnh cao game độc lập Trung Quốc,
nhưng chỉ có giá 99 tệ. So sánh thì mức 268 tệ của Black Myth Wukong thực sự khó chấp nhận. Đây cũng là vấn đề khiến nhóm phát triển lo lắng, vì họ biết nhiều người không tiếc tiền cho game mobile, nhưng lại rất đắn đo trước game PC hay console. Ngoài ra, tranh cãi về sắc tộc, giới tính và chính trị cũng gây xôn xao một thời. Rất may, tất cả những khó khăn hay tranh cãi đều không thể cản bước Game Science. Black Myth Wukong cuối cùng đã có màn ra mắt vô cùng thành công vào ngày 20 tháng 8 năm 2024. Chưa đầy 24 giờ sau khi phát hành, game đạt mốc 2,2 triệu người chơi cùng lúc, vượt mặt Powerworld với kỷ lục hơn 2,1 triệu. Game cũng đang được đánh giá cực kỳ ấn tượng trên Steam với 96% đánh giá tích cực, 81 điểm trên Metascore và 8,5 điểm trên Metacritic. Có lẽ sau nhiều năm, ngành game Trung Quốc nói chung và game science nói riêng đã bước lên một tầm cao mới khi có được một tựa game AAA của riêng mình. Vậy còn bạn có cảm nhận thế nào về Black Myth Wukong? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!